Lâu lắm rồi mới lại được đi chơi với anh em Ed Sheeran. Đi em ơi. Let's go. Bây giờ đứng chờ mọi người đến đón. Hào hứng quá. Những ai đã có mặt trên xe ngày hôm nay, đầu tiên là một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Từ ngày mai tôi phải đi, anh cần em trong một khi. Hãy để cho tôi nói với em lời chào. Anh ơi, solo ấy nhở? Solo ấy nhở? Vì em đã gặp em trên nô lại một gia đình. Không ai bỏ đi, không ai bỏ lại. Thân bạn bè thân của tôi đưa trên đưa đi, cùng chi vì ham chơi. Em cứ ở nhà đi, anh cho xe quân đón. Quỳ nhá, tôi sẽ nghỉ việc. 3 triệu follow, 1,5 triệu subscribe YouTube, tôi sẽ mang nó theo tôi. Nhớ. Em gặp lại em ngày tháng có sau này. Mình em ơi. Cáo em nghỉ ngơi đi, anh Duy không bắt em quay nhiều đâu. Em ra quay hộ chị đi nào. Quay phải nghỉ rồi, cảm giác thế nào khi đi du lịch mà vẫn phải đi làm việc ấy. Đâu, em thấy công việc này vui mà. Người tám đôi mười như nụ cười đẹp nhất đời. Giàu gian khó. Alo, Tránh Gia đã đọc lời. Hết cả màn hình rồi ấy. Cuối cùng tôi đã gặp những người đã bỏ rơi tôi. Chúng mày cảm thấy sao khi trên xe không có tao? Không vui đúng không? Vui lắm rồi. Vui lắm rồi. Bây giờ là ba mặt một lời này. Đúng nhỉ? Tại sao em phải đi mà lại để em ở lại? Bởi vì tao đi quảng cáo Samsung. Tao không được chơi chắc ai iPhone trên xe tao được. Phải nhảy bóp binh cho quên đi nỗi đau này. Và để giúp cho Duy Thẩm quên đi nỗi đau này, anh em đừng quên lên đời ngay iPhone 13 hàng VNA chỉ hơn 18 triệu tại chuỗi thống của Cellnet, chuỗi cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam, hiện đang có hơn 90 cửa hàng trên khắp cả nước. Mua hàng ở Cellnet là bảo hành chính hãng, an tâm tuyệt đối luôn.
đường link ở phía bên dưới nha. Chào anh Duy Thẩm ấy. Chào anh Duy ạ. Hello Duy Thẩm. Chào anh Duy ạ. Chào Duy nhá. Đang đói quay gì? Rồi, ok. Được chưa? Rồi, đấy nhá. Em làm thế là số bạn anh đấy. Rồi nha, chúng tôi chuẩn bị một cú bắt tay xin vía quyền lực. Xin đám cưới nào. À, mình biếu qua biếu lại nào. Yeah. Sắp cưới rồi em ơi. Sắp cưới rồi. Ôi, có máy mất ra à? Ôi, trời. Hứa hẹn sẽ có những bức ảnh đẹp ở đây nha. Huy ơi, chuẩn bớt đi, đông quá. View kìa. Uầy, view Hollywood đấy à? Bao giờ mày giết tao? Thằng như này là phải đuổi ngay này. Mày ra xem đi, nó bắt mày đuổi luôn. Đông quá. Trước họp đại hội cổ đông mình đã bảo là không để đông như này mà. Không đông này được, đúng không Vi? Đau đầu quá, em mệt quá. Đổ. View tuyệt vời không các bạn? Toàn nhà cũng nhà luôn. Lúc thuê quảng cáo là view nhìn ra cái hồ, cái biển to đùng ấy nhìn. Có hồ. Mình cứ tưởng quảng cáo láo, hóa ra có hồ. Đây là nơi bọn mình sẽ ăn chơi nhảy múa. À, một sự thật nho nhỏ nếu như mọi người không biết thì nguyên cái tòa villa này là thuộc quyền sở hữu của Ed Channel. Trong 2 ngày tới, hợp đồng thuê là như vậy. Báo xem. Ôi, villa trên đồi. Ơ, gì này? À, trà thảo mộc, hạ thổ của sếp Huy, sếp Huy. Tối nay anh em uống giải khát chán ruột. Còn có cả matcha đóng lon này. Trà đá đóng lon này. Ăn nước gạo 3 số 3, Đi chơi mình lành mạnh mà. Rộng rãi thoải mái. Nằm êm ngôi thắng. Thiết kế vừa hiện đại, vừa cổ điển. À đây. Hiểu bài học ở đây là gì chưa ạ? Đến cây xương rồng nó có thể sinh trưởng và phát triển bình thường trong một cái môi trường giàu có, mát mẻ, villa trên đồi chục tỷ như này. Mà trong khi bạn gặp một tí khó khăn, đã than trời rồi thì làm sao mà có thể phát triển được? Oh my god. Mình sẽ đi xem tiếp ở trong này có những gì. Thế nào em? Thấy tới căn này không? Ồ, đúng không? Very good. Đây là sẽ là phòng của bọn mình này. Hợp lý chưa? Được đấy nhỉ? Hôm nay là mình và bà xã sẽ ngủ phòng này. Yeah boy. Tới công chuyện luôn. À, vị trí cũng khá là thuận tiện này. Đó. Ổn. Bồn tắm. Cuộc đời mình chưa ở tắm là một cái view thì nó đẹp như thế này. Xanh đỏ, tím vàng, nâu đen trắng. Từ ni lông cho đến thùng nhựa cho đến gì là cái gì cũng có. À, xem tiếp xem nào, dưới kia có gì mà ồn thế nhở? Ui uầy! Ai ra? Gì đây? Ai ra? Mày không xuống không xem. Xuống chứng kiến mày, cái màn thể hiện của anh cho ở Dung Du đang háo mồm với kia kìa. Kinh quay à? Anh nào biết cho em xem thế nào? À, xin mời anh ra tay ạ. Tôi nhìn cái thế trông có chuyên nghiệp không kìa. Ôi dồi ôi dồi.
Nào nào nào. Đường vượt núi để đi ăn sữa chua Trân Châu Hạ Long. Mà theo quảng cáo của anh Huy là rất ngon. Nó rất khác biệt, tôi sẽ đi xem nó khác biệt như thế nào. Không ngon, không tính tiền nhá. Đấy. Thật ra thì có ngon hay không thì chắc chắn là vẫn phải trả tiền. Và anh Huy sẽ là người trả tiền. Đây là khuôn mặt khi bạn phải đi một vòng Hạ Long để ăn một cốc sữa chua. Xong tí nữa đi đi về lại đi một vòng Hạ Long để đi về nữa. Tốt nhất là nó nên ngon anh Huy ạ. 1000 bộ nữa sẽ phải vào Trần Hưng Đạo. Vâng, cảm ơn chị ạ. Tối nay sẽ có một cú nhậu cực kỳ căng thẳng, chúng ta sẽ đón chờ xem ai sẽ là người Summerler nhé. anh rủ đi ăn ông ơi, mày có tiền không mày trả cho anh. Đây là sữa chua Trân Châu Hạ Long ngon tuyệt đỉnh, không ngon không tính tiền của anh Huy. Vì thật ra có ngon hay không thì mình cũng là thằng trả tiền. Thế có tính tiền hay không cũng không biết, nào mày ăn thử nhá. Nào ăn đi nào. Nói chung là nó rất là khác so với sữa chua Trân Châu Hạ Long bán ở Hà Nội. Nào ăn thử đi, khác cái khác biệt em ạ. Đây là chuối ạ. Chuối. Nào. Đấy mà. Anh Tân thấy sao? Ngon không em? Nó có những cái topping gì đấy? Có chuối này, có Trân Châu này, có cherry à? Chúng tôi đang ăn mất điện nhưng mà công cuộc sát phạt nhau vẫn đang tiếp tục bắt đầu. Điệu ngọt lắm đấy ạ. Đây là trà thảo mộc hạ thổ anh Huy. Theo mũi của một chuyên gia như tôi, nhà tôi cũng bán thứ này cũng đến nay cũng được mấy năm rồi. Loại này ngấm. Đây. Thôi tôi nhẹ nhẹ rồi. Nhìn mà làm mẫu được em nhá. Tao chỉ làm mẫu là một lần thôi. Ok. Wow, 1, 2, 3, uống. Em nói cho anh biết là ai này. Có rất nhiều bên đang lôi em về bảo trả không đôi được em. Em không quen anh hiểu không? Đấy. Chúc anh em.
Bây giờ khởi động 5 ly đi mà đơn giản mà. Có rất nhiều bên gọi em về và cụ thể là bên phở người. Trả lương rất cao. Đúng rồi. Không về. À không, ý là anh phải đầy lên. Đấy, đấy rồi. Anh vẫn ổn. Vâng, em biết rồi. Anh em ăn thấy thế nào? Ngon à? Đổ bê tông chật chật vào nhá, chiều nhá, không tí lại ngã. Anh cẩn thận đã. Mày nhắc lại câu vừa rồi. Anh cũng chuẩn bị tinh thần lên. Mày tao sợ mày quá. Địa chỉ anh đang kia nhá. Vâng anh. Chào. Trốn.